Chia sẻ trên trang cá nhân, vua Muay Thai Chai nói ông vừa được độc cô cầu bại Floyd Mayweather mời thi đấu giao hữu boxing chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Thai Chai đã từ chối đề nghị này. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện này. Mới đây, người đại diện của tôi bảo tôi có lời mời thi đấu từ Floyd Mayweather. Anh ấy muốn tôi đến Canada thi đấu một trận boxing chuyên nghiệp. Trận đấu này kéo dài 6 hiệp theo luật boxing, không có trọng tài, không có tính điểm. Thai Chai chia sẻ trên trang cá nhân. Vua Muay tiết lộ thêm, tôi không rõ vì sao Mayweather muốn thi đấu với tôi. Dù sao, tôi cũng cảm thấy mừng vì anh ấy biết đến mình. Chỉ tiếc là tôi không giỏi thi đấu boxing chuyên nghiệp. Nếu anh ấy muốn đấu với tôi một trận theo luật Muay, tôi sẽ rất sẵn lòng thi đấu dù thắng hay thua đi chăng nữa. Trên thực tế, Thai Chai có thể thi đấu nhiều môn võ khác nhau, bao gồm boxing. Vua Muay cũng từng thi đấu một vài trận boxing chuyên nghiệp và có thành tích tốt. Tuy nhiên, việc phải đấu với một đối thủ tầm cỡ thế giới như Mayweather là câu chuyện hoàn toàn khác. Điều đó có thể là nguyên nhân khiến Thai Chai từ chối đấu độc cô cầu bại. Ở tuổi 42, Thai Chai đã chinh chiến ở những võ đài trên khắp thế giới. Bên cạnh quê nhà Thái Lan, King Muay từng thi đấu ở Nhật Bản, Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác. Một chi tiết thú vị là Thai Chai từng tới Việt Nam thi đấu Muay Kickboxing chuyên nghiệp và ông đến đây không chỉ một lần. Trong bảng thành tích thi đấu Muay chuyên nghiệp của Thai Chai, King Muay đã có 2 lần đến Việt Nam thi đấu. Lần đầu diễn ra vào tháng 9 năm 2014, lần thứ hai là tháng 10 năm 2015. Đó đều là những trận đấu diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Thai Fight được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.